Em chào các bác. Hôm nay giới thiệu với các bác là cây sắc ngọc. Địa lan sắc ngọc là một trong những cây khá là đẹp. Cây này là dòng thân lá lùn. Anh chị nhá, dòng thân lá lùn, lá rất là ngắn thôi. Lá nó chỉ khoảng tầm độ 25 cm, 30 cm gì đấy. 30 cm trở lại anh chị nhá. 30 cm mà nó có độ vòng đó. Cây lá to thì chỉ tầm hơn 30 cm thôi. Cây sắc ngọc này thì nó là một trong những cây lùn khá là đẹp, nhưng cây này thì nó hơi mất cần. Anh chị nhìn đây là nó thiếu một bông, đúng không ạ? Nó mà tầm có thêm một bông nữa thì đẹp. Có thêm một bông nữa đây thì rất là đẹp. Nhưng cái này cảm giác nó hơi mất cần. Cảm giác hơi mất cần là cây sắc ngọc. Anh chị ạ, cây sắc ngọc thì cảm giác hơi mất cần. Nhưng nó là cây, một trong những cây rất là đẹp. Nó là dòng lùn, lá rất là nghệ thuật, rất là đẹp. Anh chị ạ, đây chị nhìn cái bộ lá của nó đây thì thấy là lá nó như hai cái củ này, người xem mua hai củ già. Xong rồi sau 2 năm thì nó đẻ thêm hai củ nữa, thì là 4 củ. Thì năm nay thì nó có cái ba cái lá này của cái củ tơ, nó ra hoa rất là đẹp. Lá nó rất là mịn anh chị nhé, lá rất là mịn, nó không bị dập một tí nào, nó không bị dập một tí nào hết, lá rất mịn đẹp. Và nó đôi lá nó hơi vặn đây, anh chị nhìn lá nó nhỏ, dòng nhỏ lùn này là thường được đánh giá rất cao, nhỏ lùn lá nghệ thuật như này lá rất là đẹp. Đấy, mịn mà lá nó hơi vặn vỏ đỗ anh chị nhé. Hơi vặn. Cái này thì lá thì răng cưa khá nhiều. Răng cưa của nó khá nhiều. Nhưng mà thường thì như cái này cái phần đuôi nó răng cưa nhiều hơn. Nó khoảng tầm độ 10 cm cuối răng cưa nó nhiều hơn. Lá của nó cũng úp chữ V cũng rất là đẹp. Nói chung cái cây này nó là dòng lùn, nó là một trong những cây lùn rất là đẹp. Dòng lùn. Thường như những cái cây dòng lùn thì nó khá là đắt hơn so với những cái cây mà dòng thân lá to, nếu mà để xanh vàng. Như cây bướm ngọc nó dòng lùn ấy, là nó khá là đắt. Đấy, cái cây bướm ngọc nhà em năm nay thì không hoa. Thì, đây là cây này thì nó bị mất cần đây, chị nhìn này. Đấy, nếu mà mình nhìn đúng cái điểm của nó đây thì nó mất một bông. Nếu nó có thêm một bông ở cái vị trí này nữa thì nó sẽ rất là đẹp. Đấy, nhưng mà cái là nó lại không có được cái bông hoa đây nữa. Có bông hoa có nghĩa là hết tầm lá mà bắt đầu có hoa thì là không bị mất cần. Là cân đối, là rất là đẹp. Cái này thì nó hơi bị mất một bông. Nhưng mà cái này được cái là bù lại thì cái hoa nó rất là đẹp. Anh chị nhìn, cây sắc ngọc nó là dạng hoa xanh vàng anh chị nhé, hoa xanh vàng đài mở cân đối đẹp. Đấy, anh chị nhìn đó, xanh vàng. Đấy, vai thăng hoa, tay hoa nó đây, tay hoa là từ bắt đầu từ cần hoa lên đến bông hoa thì tay hoa thì nó khá là thăng hoa. Cái này thì nó ôm cần khá nhiều, thăng hoa rất là đẹp. Đấy, ôm cần thăng hoa. Đấy, nó không phải một bông trên nó cũng như thế anh chị nhé, đẹp nghệ thuật. Bông trên này của nó cũng như vậy, cũng là thăng hoa vị cần này. Đại thanh là nó cũng đặc cấp vị cần, nó cũng vị cần nhưng nó vị hơn cây này. Đấy, còn cây này đài mở rất là đẹp, cân đối. Thì những cái cây này thường thì nó cũng khác nhau bởi những cái lá và những cái hoa của nó có khác nhau. Nhưng mà thường thì chủ yếu là nó khác nhau là bởi cái hoa là chủ yếu. Những cái này đài mở khá đẹp, đài mở rất đẹp, nên là nó cũng được đặt tên để dễ nhớ cái cây này thôi anh chị ạ. Một cây rất là đẹp, nó là hoa xanh vàng chứ nó không hẳn là xanh, nhưng mà nó mà mới nở thì bao giờ nó xanh hơn. Đây, như cây cánh trên thì mới nở thì nó xanh hơn, bông trên đấy, mới nở thì nó xanh hơn, bông dưới này thì nó vàng hơn. Đấy, thì là một cây rất là đẹp. Chị tham khảo thêm về một số cây khác cũng như là một số cái địa lan như là cái này anh chị nhé. Cảm ơn tất cả các bác, em chào các bác.